hello xin. Ok. Hello nha, xin chào các bạn. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ chơi đây là game Liên Minh Huyền Thoại các bạn ạ. Rồi, hôm nay mình sẽ chơi Liên Minh Huyền Thoại nha các anh em. Ok. Mình đang con gian can à. Zexai này. Trừ Zexai. Ở đây chuyển này. Pháp thuật anh em ạ, mình sẽ chơi Zexai pháp thuật nha. Không có AD à? Đấy, chuyển sang chơi AD. Này thì hơi bị cùi nha, chuyển sang con này đi ha. Con này thì phép thuật có vẻ kinh hơn này. Ok, con này là con Neko. Neko các bạn, vậy là trận đấu đã được bắt đầu nha anh em. Hy vọng là sẽ trận này mình sẽ gánh team. Ok. Rồi, trận đấu đã được bắt đầu nha. Đây anh em. Ok. Rồi, trận đấu đã được bắt đầu nè. Thì mình giới thiệu qua team mình một chút. Team mình thì có Cốc Ma Pháp Sư, Ugot, Udi, Neko và một con gì đấy mình chưa kịp nhìn anh em ạ. Đó, trận đấu đã được bắt đầu nè. Rồi, cộng 3 chiêu luôn, 1, 2, 3 luôn. Rồi, mua đồ. Rồi, lên Yasuo này. Rồi, tìm bên kia cũng có vẻ mạnh đấy. Zeri. Ủa, bên kia đâu? Ra đây nè. Ok. Mắt vệ cái chiêu 2 đi ha. Con này là con này cũng đi à. Lại hơi lag rồi anh em. Udia đi vào đây để ta đi cùng. Rồi, ok. Có mạng của Udia rồi. Đứng lại mày. Chạy đi đâu? Ok, chạy đi đâu mày? Né. Ok.
Con này ăn máu mà không gọi nha. Chơi đồng đội kiểu gì vậy không biết. Ăn máu mà không gọi luôn. Ôi la. Không đánh được luôn. Ủa lag lag nhỉ. Cứ đến lúc đấy lại lag anh em ạ. Khó đánh quá. Khó đánh thật đấy. Lag thật. Chúng chiêu đi. Lát thế nhở. Hơi lát anh em ạ. Đấy, thấy chưa? Lát chưa? Cái là chiều là lát à? Chẳng hiểu. Con nào đây? Lạ quá, tự nhiên ăn ngay cái cục kia vào mồm mình nhau. Buồn, quá buồn. 1.000. Quá ra kiểu ghê vậy. Mẹ lag không hiểu được. Mẹ tự nhiên đi chuyển server là bị đéo rồi. Thấy bà luôn đấy. Né, lát thế nhỉ? Xì đa thật. Phép đâu? Cái trưởng băng đâu ạ? Trưởng băng gì là? Opalita Litaro. Thôi mình thử chuyển đấy nha.
thập nhất đi ha. Nghe nhau đang đánh nhau nè. Lát rồi anh em. Chán thế nhỉ? Này lát quá. Chơi cái chế độ này không được rồi anh em, phải chuyển đổi ra cái chế độ khác rồi. Chế độ này chơi chán lắm. Tắt hết rồi nè. Nó là không di chuyển được nè. Con này sao giờ nó lại đứng im nhỉ? Chán thế nhỉ? Cái máu cái thì này tiếp hay trâu nhỉ, xanh cũng đi trâu ấy. Ghê phết anh em ạ. Ấy. Có cái này khó.
Né. Trong cái hốc này đánh khó nhỉ. Hay xô. Quá 46 anh em ạ. Không ổn rồi. Cục này chết đi ha. 365 800 365 tiền. Mùi máu đấy. Xỉa cho một cái chết ngóm luôn, không kịp làm gì.
Á trưởng. Kia nó lùa vãi. Xin chào mạnh thật. Ngon choáng quá mẹ mày xin xò vậy. Tội chạy cùng nhau xin con bác và chuẩn mực phải sửa ném quả xịn xò đó. Yeah, quả combat cuối quá là xin xò luôn anh em. Quả đấy chính là quả lật ngược tình thế đấy. Chỉ cần một pha combat thành công là lấy cả trận đấu luôn. Mình phít lòi ra nhưng mà may quá. Phát cuối là vẫn ăn mạnh. Yeah, một chiến thắng nữa dành cho đội của bác ạ, danh sát anh em ạ. Rồi, xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với trận đấu tiếp theo của danh sách nhá. Xem lần này ba con gì đây, Kalita cũng được, tiếp tục Vekos Talon Kalita này. Ok, Kalita này. Không ai chơi V code à? V code ngon kia mà mày chơi. Thì có. Bằng Lucian là đi HP không biết. Em mình sẽ chuyển sang ấy nhỉ. Mana luôn, có mana được kìa. Ugot mà lên mana á, dị nhỉ anh em nhỉ, mình chưa thấy Ugot mà cầm mana bao giờ đâu nhá. Vậy là trận đấu đã được bắt đầu. 4 phút rồi, trận đấu đã được bắt đầu nhá. Thì ở bên mình có thì chết rồi, ở team 2 sao á. Chu Đam, Jasua, Silas Nguyệt Hồn, Ugot của khổng lồ, Vicos, sư phẩm Lucian. Đáng lẽ chơi con Kalita thì xong rồi bắt thằng Jasua luôn nhỉ, ném nó vào và phải là nó thì ung ti thằng nào là ung ti luôn. Đó, chuẩn. Ô, bên kia có cả Blitz luôn. Blitz thờ lanh luôn. Ghê vậy.
xem nào, thông thạo 40.000, chưa mở thông thạo 22.000, chưa mở 29.000, bên mình thì 95.000. Bên mình nhiều thông thạo vãi ra. Bên mình thông thạo nhiều cực luôn đấy, thắng rồi đấy. 100.000 thông thạo mà. Con V-code của mình 46.000. Con này cũng 95.000. Siêu phẩm Lucian. Được. Rồi thì bên mình đã có một con Silas, một con của khổng lồ này, rồi con này là con Blitz. Bên kia chỉ có một con Blitz thông thạo là 40.000. Ok, nhưng mà mình team 2 mình đánh hơi khó anh em ạ. Con V-code này team 2 đánh hơi bị khó luôn. Mình không quen lắm với cái vị trí team 2 này. Lên. Đánh đi. Ăn mạng nó nhập. Bị kéo. Tốc biến luôn thì không tốc biến. Để nó kéo. Tốc biến né né ra. Biến khổ quá. Cái gì vậy? Mẹ sao lại bị hất nữa nhỉ? À con sờ quên. Cay nha. Xanh cho nó. Chưa kịp đột biến đâu ạ. Mất chuột. Xong cả. Nha. Lại cứ bị mất chuẩn nhỉ. Nào, kéo đây em ơi. Bên mình như cũng xì lạc. Ok, xì lạc. Mày hả bữa ấy. Hosagi. Hasagi. Hasagi. Nào, yo. Yo. Để nó kéo nhiều thế. Nào kéo đi, bay vào đây. Bay vào đây. Anh mới chấp hết. Bay vào đây nào. Bay vào đây. Bay vào đây. Chúng chiêu em ơi. Chúng chiêu em ơi. Chúng chiêu em ơi. Ôi sao thằng kia trâu thế nhỉ. Có viên đá vĩnh hằng kia trâu quá. Trong bụi. Nào hết đi. Chà.
Gia Văn cứ úp phát là ông mày trưởng vào đấy. Ngon ngay. Cái gì đấy? Chưa ghi rồi. Tối quá, chả nhìn thấy mẹ gì. Wow, bị kéo nha mẹ. Ăn nè, ăn nè, ăn nè. 019 bên mình giết 10 thì mình 9 hỗ trợ vãi nồi thật. Không kịp luôn đấy. Xanh rồi nó. Được rồi, về mua đồ anh em. 1.000 tiền. Thiếu 1.000 nữa. Dùng tạm vậy, đi bán đi. Chết rồi, để nó úp sọt mất. Mất rồi, mình chưa kịp ra anh em. May hả bữa ấy? Đi về ăn máu đây. Cua kia về ăn máu như thế nào? Cho quả đau thế nhỉ. Nhưng mà không sao, kéo được tao thì chúng mày cũng phải để lại mạng thôi. 1.000 tiền không đủ tiền anh em. Ai chà. Bởi ít đã. À, bán cái này đi là đủ này. 1.000 tiền nhanh nhanh. Rồi ok, đủ tiền rồi. Thiếu cái giày đấy. Ê, mẹ mày chim mấy cỏ ở đây với anh à? Dày 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 thôi cay nhẹ cố giết con Anivia làm chết một lũ. Thôi được rồi, cẩn thận lại thôi anh em ơi. Tanh đâu, không có tanh à? Hasagi Hasasu.
Hasui Hasayo. Xanh nhỉ nào, thì chết mình mới gầy chứ. Trưởng để ký chết hết giờ chưa? Ok, chưa phá được chủ này. Mắt ăn cái máu đi, ổn rồi. Thằng sờ quên nó hút ghê quá, tanh ghê quá bên mình này. Hai này tanh kéo được. Làm yếu thế nhỉ? Chấm. Bên nó mạnh phết nhỉ? Blitz với thằng kia mạnh quá. Trên xuống hơi bị yếu nha.
chủ đéo đánh cái đéo gì. Chủ đánh nhé, đánh nốt cái chủ đi. Thế thôi. Chủ đéo đánh làm cái gì không biết. Mũ phù thủy 2.300. Bán cái này đi là mua được mũ phù thủy đấy. Ok. Và mua nước cái này 1.950. Con này phép ít thế nhỉ, 328 à. Bán được 2 đồ. Bọn nó ba đồ hết rồi, mình vẫn hai đồ này. Đồ thế. Thảo nào đánh không đau gì đây đang. Có tốc biến mà không dùng được. Bị sao nhỉ? Chậm à. Quái nè, thủ quái kìa, mẹ thủ trụ đéo thủ đi đánh nó làm gì? Ê, thủ trụ kìa. Thủ trụ đéo thủ, vô tổ. Nó tiếp là một trụ. Nó đã bục kiểu đi. Rút về đây đánh. Ít mẹ nó lại bị kéo kiểu gì vậy? Để con sờ quét nó kéo lại luôn, nó hiểu kiểu gì? Không có quỷ thư à? Quỷ thư sau ạ.
Xin mẹ châu nhỉ. Cháu thử mãi nhá xong rồi thôi. Thằng kích này khỏe thế nhở? Sao bọn nó ít thông thạo mà đánh kinh thế nhỉ? Không hiểu luôn. Thông thạo mình cao hơn nhiều mà sao cùi thế? Mẹ mạnh thế nhỉ? Phải là thằng gì 4 20 16 29 sợ nhỉ, lên đồ này sát lực lên tô luôn. Mình fit quá mà. Ôi thôi ăn cái sức cất rồi. Thua rồi. Thua. Một trận thắng trận thua anh em ạ. Trận này đánh cùi thế nhỉ. Thế luôn. Ở trên này xuống khó hơn. Mình không quen. Không quen anh em ạ. Không quen cầm con ve cót để đánh từ trên đánh xuống, dưới anh lên dễ hơn. Mình với cót yếu thế nhỉ, tại fit quá mà. Gì bốn ăn được mấy mạng khỏe ghê. Không có ăn đi à?
Thế là không được vào trận. Ok chưa luôn. Vào trận nào nhé. Nhanh nào. Ngon, nhìn là lý mãi mới được con tướng trời. Lấy mana. Cậu rửa xa xong chơi con kia kìa, cái con plăng kìa, chơi con plăng. Còn này là team 1 thì ngon, team 1 phi đau hơn team 2 anh em ạ. Rồi trận đấu được bắt đầu nha. Thì bên mình có Nidalee này, dây xe này, siêu phẩm Mordekaiser này, rồi Hemringer này, Hecarim thần rừng này. Bên kia thì có Seizure nhiệt thực này, Kasai vệ binh tinh tú này, Sivana này, rồi John này, Sivir nhiệt thực. Bên kia thì cũng khỏe anh em ạ. Mordekaiser, CC học viện chiến binh. Rồi, ok, lần này sẽ các bạn hãy xem tôi chơi Nidalee đây. Rồi, lên lượn hai bóng đêm. Rồi. Ra đây. Mùa này lên nhanh cái đèn này, phòng âm đèn này. Cái này ném khó hơn à? Đã xanh, nó trượt đấy. Anh em đẩy quái đi để tôi ném lao. Ăn lao. Ăn lao. Thank you.
Ngon rồi. Được thêm mấy mạng ngon rồi. Ok, có ấy rồi. Đồ rồi. 250 một cái hồn mana này là thoải mái mana này. Bạn này nó dí mình ghê quá. KDA cũng tạm ổn đấy chứ. Một con lính. Mẹ nó chạy không kịp luôn anh em. Một nghìn đâu. Phép tiếp nè. Đây rồi. Đồ đây rồi. Rồi giờ lên đến kem giày nhé. Không có giày đi hơi bị chậm nhé.
tí một bước. Kịp luôn, nhưng mà không sao, bên mình đang win kìa. Hay rồi, quẹt nữa, ok. Dí tàu này. Ngon. Đây là full phép đi, phi phát nào chết phát đấy. Mẹ nó phi hơi bị nhiều nhỉ. Thế mà đéo tôi biến đi.
không sao. Tám. 328 phép yếu nhỉ. Giờ lên xuyên mẹ hóa phép thì 40% xuyên hóa phép này. Nó ra chưa? Nó xa thế nhỉ? Đó, cây xa thôi. Thế mà 12 mạng.
Đủ nhà về mua đồ phi cho nó thấm rồi không cho phi à. Ghê thật, nghi là lì quá ghê nhỉ, ghê gớm, quá ghê gớm. Tập tiếp theo nha. Yeah, tiếp tục. Bọn kia nó trâu ấy, mình phi chẳng thấy thấm gì. Bọn xanh nhà nó. Đánh đi ra ly mà củi thế nhỉ. Thần lửa VIP lan. Brain. Thần lửa. Đây là ông thần lửa Bran nhé anh em. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video thần lửa của mình nha. Ok baby. Rồi sang khiên đi ha. Không có chiều chạy rồi khiên đỡ chết đấy. Tại vì con kia nó có hồi mana rồi nhá, nên là không cần thiết nữa. Mana nhiều quá thì cũng không làm gì. Spam thì skill có hạn. Ok, bên kia có cái gỗ hay chưa? Mạnh thế nhở. Morgana này, Baktheon này, Syvana này, Vigo này, Castadin, ôi mạnh vãi, thôi chết rồi, chết con rồi. Nami siêu máy tính cắt, à, team 1 thì đỡ. Chết con rồi. Nào, vì gì? Chỉ có một cái quy thôi mà. Chiếm cái bụi này. Lộ hàng. Ê. Thank you.
đều chiều nhé anh em, cho sát thương nó dàn đều ra. Vào được một nhảy một e là chết rồi. Lùi ra mẹ, đừng để nó giết vãi cả. Không biết chạy à. Ây da, đau. Đau, 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 đau. Chạy không kịp luôn. Triple kill. Ôi bị chói hơi bị lâu nhỉ. Mẹ nó, bán cái giày đồ được, đổi cái giày khác đấy. Đổi cái giày này, giày này bị chói hơi bị lâu luôn. Mắc mẹ chói rồi. Xanh lắm. Cẩn thận hơn được 1-4 rồi đấy.
tù thế nhỉ? Chạy đi. Chạy đi. Zambo. Mẹ đi đâu? Châu 665. Thế mình cũng được 3 năm rồi đấy, chuẩn bị lên rồi đấy. 850. Chưa hồi chiều cuối vào cái chết ngón rồi. Mấy chết chưa? Mình cúi bắp mình chết đầu tiên. Từ từ kìa. Trưởng ông mấy trưởng đập sức này ông mày chỉ cần bảo thái chiều cuối thôi là xong. Xanh mẹ nó chơi mình được thật. Bây giờ lên cái thủy hay là giáp máu?
anh mày. Bum 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 bum. 2002. Wow, cái này bây giờ cũng lên bằng cái máy chuyển file Hetech nhỉ? Okay. Hết thread hầu 100% màu. À, rượu nhỉ? Tí sữa. Vậy là tỷ số đang là mấy nhỉ? 42 à? Thua 2 trận rồi. Tìm trận 5 giây 6 giây. Ok, trận đấu lại được bắt đầu tin. Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Vực gió hú Aram ngẫu nhiên. Rồi, trận đấu đã được bắt đầu. Cà thút gì? Ok. Giờ hình. Chơi giờ hình thứ nào? Đảo anh em ạ. Mình có con giờ hình siêu phẩm giờ hình. Con hát tinh có không nhỉ? Không có, có một con siêu phẩm giờ hình này. Xem bắn có được không ta. Dích kìa. Áp đảo. Sao? Đồ gì nhỉ? Chí mạng thôi. Máu. Biết chơi con giờ hit này được không ta? Không có vị trí bắn thì thôi. Với một Jenga ánh sáng tối cao. The Witch trung cổ. Có màu kìa. Rè quá. Tim nó. Thái trưởng tim nó toàn con xa này. Ảo thế nhở. Tim nó ảo rượu vậy. Trưởng ra. Nguyệt đào. Móc diệt chủ quái. Yeah.
đào rượu rồi. Không được bắn luôn. Về chiều một đấy. Một hit nữa, cay. Ui, nó về thôi, ta ăn rồi lên đánh tiếp. Lên. Sẽ thiếu quá à? Thôi lên nguyệt đao đi chứ. Cái này lên bằng cái khác à? Sát lực à? Biết đâu là thức chết rồi. Thôi là chưa đi mà. Sau này không ai bắt thằng chuột à? Vãi. Thằng chuột ở đằng sau kìa mẹ. Sai lầm quá. Chuột là thịt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ra chỗ này tàu rồi anh em ơi. Này cũng đéo đứng được bắn cơ. Để hết khổ như này. Khổ quá, đéo được đứng bắn ở bên đầu. Kiếm à? 28. Có vào được bắn cứt ấy. Mở 1500. Cây này hơi bị đau nhỉ. Cây trụ ở đây không để ý nó rồi. Đến cái này rồi, 3.000 rồi.
thể kiếm. Kiếm chưa đi ha. Không tạm mình. Xanh đau cái nhỉ, coi kia nó đây. Không kịp hồi luôn. Execution 2850 và vận lực 1700. Lên mẹ cái đồ này xong rồi lên máu nhà hút máu, nó đánh cho đéo hút được máu ấy chứ. À? Vãi, sao nó trưởng ghê vậy? Đẹp mà. 425 khỏe nhỉ. Mẹ con dê này mạnh quá nhỉ. Đấy từ xa đấy.
mẹ quên, có khiên không dùng. Không để ý con này rồi. Lên những đầu bay để lấy huyết kiếm nhỉ, kiếm huyết kiếm ấy.
16. Bán được 2.800, cái kia bao nhiêu? Kia đang to hơn à? Đâu ra vậy? Nhờ gọi đây này. Đéo cái vật cái gì luôn. Thua rồi anh em. Thôi gọi rồi. Ui nha. Video mình kết thúc tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.